Có nên gửi tiết kiệm trong cái thời điểm hiện nay không, là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều quý anh chị em và các bạn đã và đang đặt ra cho Thắng ơi, cũng như là rất nhiều chuyên gia kinh tế trong thời gian vừa qua. Thì theo chia sẻ và trao đổi một số chuyên gia mà chúng tôi được biết thì họ cho rằng là cái việc mà gửi tiền gửi ngân hàng trong dài hạn thì đó là điều không nên. Và lý do tại sao lại như vậy thì họ giải thích như thế này. Thì theo họ thì tại Mỹ thì những năm 1970 lãi suất gửi ngân hàng cũng lên tới 15%. Đến năm 1990 lãi suất này cũng chỉ giảm còn có 9% một năm thôi. Và lãi suất này cứ giảm dần đến hiện tại thì chỉ còn 2,4% cho kỳ hạn 3 tháng. Và sự kiện này là dự báo điều gì? Thì thưa anh chị em và các bạn, nhìn thị trường Mỹ, một trong những nền kinh tế phát triển trước chúng ta ít nhất là 10 tới 20 năm, thì Việt Nam cũng có thể đi theo xu hướng đó từ khoảng 15 đến 20%. Những năm 2010, 2011 thì lãi suất đã giảm liên tục và về tầm 6 đến 7% như hiện nay. Xu hướng giảm lãi suất sẽ tiếp tục diễn ra khi động lực tăng trưởng kinh tế giảm xuống. Thực sự ngoài cái động lực tăng trưởng kinh tế giảm xuống thì chúng ta sẽ thấy rằng là vì cái việc mà các nền kinh tế, các quốc gia trên thế giới đều muốn cái việc thúc đẩy cái hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như là thúc đẩy dòng tiền, nên họ đã dùng một số các biện pháp liên quan đến câu chuyện đó là chấp nhận lạm phát để có thể đẩy thêm cái lượng cung tiền ra nền kinh tế. Tôi lấy ví dụ như thế này. Ví dụ như nền kinh tế Việt Nam chỉ cần 1 triệu đồng Việt Nam đồng có mệnh giá 100.000 đồng thì đã đủ cho cái câu chuyện lưu thông, tức là để làm phương tiện thanh toán cho cái hàng hóa, nguyên vật liệu và những cái sản phẩm mà quốc gia chúng ta làm ra. Tôi lấy ví dụ như thế. Thì chỉ cần 1 triệu là đủ, 1 triệu đồng là đủ. Tuy vậy thì vì cái câu chuyện là chúng ta cần hỗ trợ những nguồn vốn ngắn, trung, dài hạn và những các vấn đề liên quan tới tiền để cho hoạt động kinh doanh, thì đôi lúc hệ thống điều hành sẽ đưa ra thị trường với cái số lượng nhiều hơn 1 triệu đồng Việt Nam đồng để chúng ta có thể dễ dàng hơn trong cái câu chuyện thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Và điều đó sẽ dẫn đến điều gì? Nếu chúng ta chỉ dùng 1 triệu đồng thôi thì cái gọi là lạm phát liên quan đến cái câu chuyện là phương tiện thanh toán có đủ thì nó sẽ ở mức vừa phải, hoặc thậm chí là không có lạm phát. Ví dụ như có một con gà đem đổi 1 đồng tiền, sau đấy 1 đồng tiền lại đem đổi 1 bó rau, thì cái đồng tiền đó nó chỉ nằm trong giới hạn 1 triệu đồng, một số lượng đồng là 1 triệu đồng. Tuy vậy thì khi mà nền kinh tế cần phát triển, họ đã đưa ra thị trường, đưa ra nền kinh tế số lượng nhiều hơn 1 triệu đồng, và sản phẩm trong nước hoặc là sản phẩm của một quốc gia thì không thay đổi nhanh bằng cái việc tốc độ đưa ra thêm cái số lượng tiền. Do đó nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện, đó chính là phương tiện thanh toán là cái tiền nhiều hơn so với những nhu cầu thực tế, và dẫn đến câu chuyện cái tỷ lệ quy đổi từ sản phẩm sang tiền và từ tiền sang sản phẩm nó có sự thay đổi, nó gọi là lạm phát. Lạm phát tức là giá trị của cái hàng hóa được thay đổi bằng việc là nguồn cung của lượng phương tiện thanh toán nhiều hơn. Đây cũng là lý do khiến cho cái lượng tiền trong nền kinh tế nó nhiều hơn so với mức cần thiết, và dẫn đến việc số lượng tiền bằng giấy hoặc là tiền bằng các cái loại chứng chỉ số thì nó dư thừa, và dẫn đến câu chuyện là cái nhu cầu của các ngân hàng không nhiều, nhu cầu của các doanh nghiệp không nhiều, thì nhu cầu của các ngân hàng không nhiều, và đưa đến việc là cái lãi suất huy động, tức là cái nhu cầu vay của các ngân hàng để cho vay lại không cao, dẫn đến lãi suất thấp. Đó là cái bản chất mà chúng tôi muốn điểm qua. Thì thưa với anh chị em và các bạn, thì cái tiền gửi tiết kiệm thì đôi lúc người ta luôn luôn cân nhắc với cái câu chuyện là liệu có bù được cái lạm phát hay không, tức là cái lãi tiền gửi mà ngân hàng trả cho anh chị em và các bạn trong dài hạn có bù được cái tỷ lệ lạm phát mà chúng tôi vừa nói hay không. Thì về nguyên lý thì thông thường người ta sẽ cân đối để làm sao để bù được lạm phát, để đồng tiền không bị mất giá. Tức là một anh chị và các bạn đang có một cái khoản tiền trong năm 2019 để mua được một con gà, thì đến năm 2029 cũng phải mua được một con gà hoặc lớn hơn một con gà, bởi vì giá con gà nó sẽ tăng do lạm phát, do cái việc nhiều lý do, cả về nhu cầu mua gà càng ngày càng nhiều hơn, và cả về cái việc là cái tổng phương tiện thanh toán nó càng ngày càng nhiều hơn do cái loại nợ vay, nợ chính phủ, và rất nhiều vấn đề nó khá phức tạp. Chúng tôi không muốn đi vào chi tiết để làm anh chị rối. Vì vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là làm sao để duy trì cái việc khoán tiền tại năm 2019 mua được gà, thì đến năm 2029 cũng phải mua được một con gà. Còn nếu không mua được một con gà thì đồng nghĩa với việc đồng tiền của chúng ta mất giá. Và cái tiền mà để mua được một con gà đó nó phải bao gồm cả cái lượng gọi là lãi mà cái khoản tiền A đó được trả trong vòng 10 năm thì nó gọi là không mất giá do đồng tiền mà gửi ngân hàng. Nguyên lý là như vậy, nhưng về thực tế thì vì rất nhiều lý do khác nhau chúng ta sẽ không duy trì được cái việc là một khoản tiền A cộng với lãi suất 10 năm trong năm 2019 mua được một con gà, thì đến năm 2029 có mua được một con gà hay không đó là một câu chuyện khác. Từ điều này dẫn đến câu chuyện là cái việc bù đắp từ lãi suất không cân bằng được với cái vấn đề lạm phát càng ngày càng leo thang, dẫn đến cái giá cả của hàng hóa mà chúng tôi lấy ví dụ là con gà thì nó thay đổi nhanh hơn so với cái việc bù đắp lãi suất, nên người ta thường hay có một cái khuyến nghị đó là không nên gửi tiền dài hạn, tức là gửi tiền vào ngân hàng dài hạn, bởi vì chúng ta sẽ bị mất giá đồng tiền, tức là chúng ta sẽ bị thiệt hại. Và cái số tiền chúng ta gửi đó sau này, sau một khoảng thời gian dài, tôi lấy ví dụ là 10 năm như trên, thì sẽ không mua được lại những cái sản phẩm chúng ta muốn mua. Do đó thì chúng ta thường được khuyến nghị là hãy mua những cái tài sản mà nó không bị mất giá theo thời gian. Nếu như lạm phát có tăng thì cái tài sản đó nó cũng tăng, ví dụ như bất động sản, ví dụ như chứng khoán, ví dụ như rất nhiều các lĩnh vực khác, ví dụ như là trái phiếu, cổ phiếu và vân vân và vân vân. Tuy vậy thì đó là câu chuyện của việc nắm giữ tiền và gửi ngân hàng trong một giai đoạn dài. Thì rõ ràng là chúng ta có tiền mà không biết làm gì, gửi ngân hàng thì đương nhiên chúng ta thiệt hại. Điều đó là điều chúng tôi cũng chỉ muốn nói lại để chứng minh với anh chị em và các bạn rằng là việc gửi ngân hàng dài hạn là điều không hợp lý. Còn việc gửi ngân hàng trong ngắn hạn nó lại là một cái hàm ý khác. Tại sao chúng tôi lại nói như vậy? Thưa quý anh chị em và các bạn, thì cái lý do để chúng ta nói đến câu chuyện trong rất nhiều các lĩnh vực về thể thao, lĩnh vực về võ thuật hay bất kỳ một cái lĩnh vực kinh doanh nào chúng ta đều thường hay nói tới đó là công và thủ. Tại sao chúng ta lại nói về công và cả về thủ? Trong thể thao, đặc biệt là môn bóng đá, chúng ta đều có cái gọi là cái tuyến tấn công và có cả cái tuyến phòng thủ. Thì trong kinh doanh nó cũng có gọi là có tuyến tấn công và tuyến phòng thủ. Và nếu nói khắc nghiệt hơn thì trong kinh doanh người ta hay nói là thương trường và chiến trường. Thì đã là chiến trường thì phải có tấn công và phải có phòng thủ, có công có thủ thì mới có thành công. Thì rõ ràng khi chúng ta tham gia hoạt động kinh doanh không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mua bán kinh doanh đem lại cái hiệu quả. Trong một số trường hợp, trong một số thời điểm nhất định, chúng ta càng tham gia hoạt động kinh doanh, càng cố làm thì chúng ta càng bị những cái thiệt hại không đáng có. Cái việc có thể chúng ta gửi ngân hàng trong ngắn hạn bị thua thiệt so với lạm phát, có thể điều này là hoàn toàn có thể. Thế vậy cái thua thiệt này so với cái thua thiệt mà chúng ta kinh doanh trong những lúc thị trường không thuận, trong những điều kiện kinh doanh không thuận, trong những thời điểm kinh doanh không tốt, và trong những lúc đặc biệt là trong thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, trong cái thời điểm mà trước đó có một cái xu hướng tăng mạnh dẫn đến giá trị tài sản đã ở một cái mức độ cao so với thông thường, thì chúng ta có nên kinh doanh nữa hay không? Chúng ta có nên cố hay không? Chúng ta có nên chơi bóng trên đỉnh tòa nhà hay không? Chúng ta có nên đầu tư trên đỉnh của một cái tòa nhà hay không? Điều đó là điều chúng ta cũng cần phải xem xét, cân nhắc. Và từ cái luận điểm như vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái đồng tiền một cách thông minh và khôn ngoan hơn. Đó là câu chuyện chúng ta sử dụng một cái lệnh, nó gọi là lệnh giao dịch ngoài thị trường. Lệnh giao dịch ngoài thị trường chúng ta thường hay nói một cách giản đơn, đó chính là việc chúng ta dừng giao dịch và cầm giữ và giữ cái đồng tiền của mình thông qua việc bỏ ống hoặc là bỏ tiết kiệm. Đây không phải là cái giải pháp chúng ta cân đối giữa câu chuyện lợi ích giữa gửi tiết kiệm so với đầu tư các lĩnh vực khác, mà chúng ta đang cân đối cái việc đó là chúng ta phòng ngừa và quản trị cái rủi ro trong điều kiện thị trường xấu, hoặc là trong những điều kiện mà thị trường đã có những cái dấu hiệu của bong bóng, thì chúng ta mới nên dùng cái giải pháp đó là gửi tiết kiệm. Gửi tiết kiệm ở đây là chúng ta bảo toàn đồng vốn, chứ không phải là chúng ta đầu tư, vì do đó thì chúng ta sẽ không so sánh việc bảo toàn đồng vốn trong ngắn hạn, tránh những nguy cơ thiệt hại trong ngắn hạn đem đến những cái sự mất mát lớn, mà so sánh với cái câu chuyện là bản chất của việc đem đồng tiền ra để làm kinh doanh hay để được đầu tư. Tất cả những cái luận điểm những cái chia sẻ, những cái tranh luận như vậy thì quý anh chị em các bạn phải hiểu được rằng việc gửi tiền vào ngân hàng trong một khoảng thời đoạn nhất định nào đó tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp anh chị em và các bạn, tùy theo cái hoạt động kinh doanh của anh chị em và các bạn, tùy theo cái khả năng kinh doanh trong từng thời điểm thì chúng ta nên cân nhắc coi nó là một cái lệnh, đó gọi là lệnh giao dịch ngoài thị trường để quản trị rủi ro và phòng ngừa những cái biến cố ngắn hạn có thể cướp đi những cái gọi là tài sản của anh chị em và các bạn khi mà chúng ta cố trong những điều kiện xấu. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video chia sẻ tiếp theo. Mong rằng những chia sẻ, những cái lập luận của chúng tôi đem lại hữu ích. Quý anh chị em và các bạn đừng quên like, chia sẻ và bình luận ở dưới video về những chủ đề mới anh chị em và các bạn muốn nghe. Nhớ đăng ký kênh Thắng ơi để tiếp tục được cập nhật và ấn vào cái chuông để những video mới luôn luôn gửi về hòm thư của quý anh chị em và các bạn. Thân chào và hẹn gặp lại.